Thưa quý vị, chuyện bạc tóc sẽ chẳng có gì xa lạ, nhưng cả ngôi làng bỗng dưng bạc đầu thì quả là đáng ngạc nhiên. Tại Trung Quốc có một làng kỳ lạ là làng tóc bạc, khi người dân ở đây từ già tới trẻ, nam hay nữ đều có mái tóc bạc. Những chàng trai trẻ muốn cưới vợ từ nơi khác, trước tiên phải nhuộm tóc đen, thậm chí có cậu bé chỉ mới 10 tuổi mà tóc đã bạc. Những người dân trong làng cũng không thể giải thích được hiện tượng lạ này. Điều này đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia đến làng để tìm lời giải thích. Dẫu vậy, chuyên gia đến điều tra cũng bị bạc đầu theo. Vậy nguyên nhân dẫn đến hiện tượng lạ này là gì? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ở khu vực phía tây nam của huyện Kỷ, thành phố Khai Phong, Hàn Nam, Trung Quốc, ít người biết làng Giang Lăng Cương ở đâu. Tuy nhiên nếu nói làng Tóc Bạc thì hầu như người dân địa phương đều biết đến làng Tóc Bạc thực ra là làng Giang Lăng Cương. Sở dĩ có biệt danh kỳ lạ như vậy là vì dân ở đây bất kể nam hay nữ, già hay trẻ đều có mái tóc bạc. Khoảng 80% dân làng trong độ tuổi từ 20 đến 30 có tóc bạc, trong khi thanh niên dưới 20 tuổi có tóc bạc chiếm 50%. Thông thường khi các hạt melanin trong tủy tóc hoặc vỏ não giảm đi, tóc của con người sẽ dần chuyển sang màu trắng. Đây là lý do tại sao người già mọc tóc bạc. Tuy nhiên, khi các phóng viên từ nơi khác nghe được tin đồn về làng tóc bạc và đến đó, họ phát hiện ra rằng hầu hết những người tóc bạc trong làng đều là thanh niên, thậm chí còn có cậu bé chỉ mới 10 tuổi. Trên thực tế trên thế giới có rất nhiều trường hợp tóc bạc ở thanh thiếu niên, tuy nhiên, một thiếu niên tóc bạc vẫn có thể nói là một trường hợp đặc biệt, nhưng nếu nhiều thanh niên ở độ tuổi tương tự mà tóc bạc thì không thể coi là trường hợp đặc biệt được nữa dân ở làng giang lăng cương cũng rất khó hiểu vì điều này nhiều người đã đến bệnh viện khám nhưng bác sĩ không tìm ra nguyên nhân giải pháp tức thời cho vấn đề này là nhuộm tóc thanh niên trong làng muốn lấy vợ nơi khác trước hết phải nhuộm tóc đen để trông có vẻ trẻ trung năng động hơn điều này dẫn đến việc ở làng giang lăng cương hoạt động kinh doanh có lãi nhất là cắt tóc và bán thuốc nhuộm tóc Làng Giang Lang Cương là một thôn nhỏ tương đối lạc hậu, dân làng phần lớn sống trong cảnh nghèo khó, tư tưởng tương đối cũ và mê tín. Thời gian trôi qua, vấn đề tóc bạc vẫn không được giải quyết, dân làng bắt đầu lan truyền tin đồn rằng một lời nguyền khiến dân làng bạc sớm. Chính quyền địa phương đã nhận thấy những bất thường ở làng Giang Lang Cương, họ lo lắng hơn cho sự an toàn về thể chất của dân làng, họ cũng đã cử một đội chuyên gia đến làng để tìm ra lời giải cho bí ẩn của làng tóc bạc có rất nhiều nguyên nhân có thể khiến con người bắt đầu bạc tóc từ khi còn trẻ. Trước hết là gác lại yếu tố mê tín, các chuyên gia cho rằng việc điều tra nên bắt đầu từ chính yếu tố của những người dân làng Giang Lăng Cương. Tuy nhiên, những chuyên gia này không ngờ rằng sau khi họ đến làng tóc bạc, sức mạnh bí ẩn khiến người ta có mái tóc bạc này đã ứng nghiệm lên chính họ. Sau khi nghe tin các chuyên gia này đến đây để điều tra và giải quyết nguyên nhân tóc bạc, Người dân trong làng tỏ ra rất vui mừng và chủ động đưa con đến nhờ các chuyên gia khám. Các chuyên gia đã mở cuộc điều tra theo định hướng đã đặt ra trước đó, đầu tiên họ bắt đầu tiến hành khám sức khỏe cho các thanh thiếu niên trong làng để xem liệu họ có bị thiếu một số chất dinh dưỡng nhất định như chế độ ăn uống không cân bằng, thiếu protein và các nguyên tố vi lượng hay không. Tuy nhiên, kết quả khám sức khỏe cho thấy họ đều rất khỏe mạnh, ít nhất không có vấn đề gì về dinh dưỡng. Tiếp theo, các chuyên gia tập trung điều tra về di truyền. Để đạt được mục tiêu này, các chuyên gia đã đến từng nhà trong làng và tìm hiểu. Có cặp cha con, người cha bắt đầu bạc tóc từ năm 20 tuổi, còn cậu con trai bắt đầu bạc từ năm 10 tuổi. Trong làng cũng có nhiều hoàn cảnh tương tự. Ngoài ra, các chuyên gia cũng được biết, một số phụ nữ ở nơi khác lấy chồng ở làng này vốn không hề có hiện tượng bạc tóc. Sau khi kết hôn một thời gian, mái tóc đen ban đầu của họ cũng chuyển sang màu trắng các chuyên gia về cơ bản cũng đã loại trừ ảnh hưởng di truyền. Đôi khi những tổn thương tinh thần nghiêm trọng như lo lắng buồn bã quá mức cũng có thể khiến tóc của người trẻ nhanh chóng bạc đi. Tuy nhiên, một thiếu niên có thể bị chấn thương tinh thần, nhưng không phải thiếu niên nào cũng như vậy, nên tình trạng này đã được các chuyên gia loại trừ. Ngay khi các yếu tố riêng của con người lần lượt bị loại bỏ, các chuyên gia đã biết được một điều kỳ lạ, nhiều người trong làng bị sỏi thận và hầu hết đều ở độ tuổi từ 30 đến 40. Điều này không khỏi khiến các chuyên gia nghi ngờ phải chăng có mối liên hệ giữa hiện tượng tóc bạc ở làng tóc bạc và bệnh sỏi thận. Để đạt được mục tiêu này, các chuyên gia đã tham khảo ý kiến của nhiều bác sĩ chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan và các bác sĩ đều cho biết họ chưa bao giờ nghe nói đến mối quan hệ tương tác giữa tóc bạc và bệnh sỏi thận. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng cho biết dù cả hai không tương tác với nhau nhưng không loại trừ khả năng do cùng một nguyên nhân. Nói cách khác, ở làng Giang Lăng Cương có thể có một thế lực bí ẩn khiến người ta bị tóc bạc và sỏi thận cùng lúc, nhưng tóc bạc thì dễ nhận thấy hơn. Lúc này, các chuyên gia đã biết được một thông tin quan trọng từ một số dân làng. Những người ra ngoài làm việc và học tập sẽ có mái tóc ít bạc hơn nhiều sau khi rời làng một thời gian. Xem ra nguyên nhân thực sự vẫn đang ẩn nấp ở trong làng Giang Lăng Cương. Xét thấy nhiều người dân địa phương bị cả tóc bạc và sỏi thận, điều đầu tiên các chuyên gia cân nhắc là thói quen ăn uống hoặc tình trạng thiếu các nguyên tố vi lượng như sắt hoặc đồng trong đất. Do đó, các chuyên gia đã thu thập ngẫu nhiên các loại rau và thành phần đất từ nhiều nơi trong làng để thử nghiệm, kết quả cho thấy cả đất và rau đều tốt, đạt tiêu chuẩn. Đúng lúc các chuyên gia có chút thất vọng thì có người chợt nhận ra rằng do ở làng tóc bạc một thời gian nên tóc của các chuyên gia cũng bắt đầu bạc. Thế nhưng các chuyên gia lại tỏ ra rất thích thú, bởi điều này có thể một lần nữa chứng minh rằng việc tóc bạc của người dân ở đây không liên quan gì đến các yếu tố như di truyền, suy dinh dưỡng mà tồn tại ở những thứ họ tiếp xúc trong làng. Một lần khi các chuyên gia đang trò chuyện với một nhóm dân làng, thì có một người phụ nữ cầm chiếc bình thủy đi tới và muốn rót nước cho họ. Khi cầm chiếc bát xứ được người phụ nữ đưa tới, một chuyên gia bất ngờ nhận thấy nước trong bát có một số tạp chất và trông đặc hơn. Các chuyên gia ngay lập tức nhận ra vấn đề ở làng Tóc Bạc có thể nằm ở chất lượng nước. Họ điều tra nguồn nước mà cả làng sử dụng và phát hiện ra rằng dân làng uống nước từ giếng sâu 20 mét. Điều đáng nói là nước giếng ở đầu phía tây của làng trong hơn nước giếng ở đầu phía đông. Dân làng sống ở đầu phía tây của làng có ít tóc bạc hơn, trong khi tóc bạc ở đầu phía đông nghiêm trọng hơn. Sau khi lấy mẫu và kiểm tra, các chuyên gia phát hiện nước giếng ở địa phương có chứa thủy ngân, crom, trì và các nguyên tố khác vượt quá tiêu chuẩn nghiêm trọng đối với nước giếng. Khi hấp thụ quá nhiều các nguyên tố này sẽ tích tụ trong cơ thể con người, ức chế tác dụng của các nguyên tố vi lượng khác dẫn đến sỏi thận và bạc tóc về vấn đề này các chuyên gia về chất lượng nước đưa ra lời giải thích cho rằng có thể là do việc khai thác nước ngầm quá mức khiến lớp bề mặt của đất bị suy giảm theo thời gian các nguyên tố như thủy ngân crom trong đất xâm nhập vào mạch nước ngầm dẫn đến sự ra đời của làng tóc bạc bây giờ nguyên nhân đã được tìm ra bước tiếp theo là xem cách giải quyết chính quyền địa phương vốn chú ý đến vấn đề này đã ngay lập tức có biện pháp và thuê các chuyên gia chất lượng nước chuyên nghiệp để giúp làng giang lăng cương tìm nguồn nước ngầm mới sạch và an toàn đồng thời tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng trong làng Hiện tại đã mấy năm trôi qua, hiện tượng tóc bạc ở làng Giang Lăng Cương đã giảm bớt rất nhiều, ngày càng có nhiều người trẻ sẵn sàng ở lại trong làng. Nguyên nhân xuất hiện những làng tóc bạc còn là lời nhắc nhở người dân nơi khác rằng, nếu không quan tâm bảo vệ nguồn nước thì sớm muộn gì những ngôi làng như vậy cũng sẽ xuất hiện trở lại ở những nơi khác. Thưa quý vị, ngôi làng tóc bạc đã kỳ lạ. Ấy vậy mà ngôi làng du ngủ sau đây còn kỳ lạ hơn thế. Kalachi là ngôi làng nhỏ bé, nằm lân cận ở khu vực Kraslogos, một thị trấn công nghiệp thời Liên Xô cũ bị bỏ hoang, nay thuộc đất Kazakhstan, cách biên giới với nước Nga hơn 400 km. Sẽ chẳng có gì đáng nói về nơi đây nếu như người dân không phải mắc một hội chứng kỳ lạ mà giới khoa học gọi là hội chứng bị du ngủ. Ngôi làng Kalachi từ năm 2013 trở lại đây nổi tiếng với chứng bệnh công chúa ngủ trong rừng, nhiều người dân đột ngột chìm vào giấc ngủ sâu trong vài ngày và mắc các triệu chứng bất thường khác bao gồm tăng ham muốn tình dục, thay đổi tính cách và trẻ em bị ảo giác mà cho đến giờ khoa học vẫn chưa thể giải thích được nguyên nhân. Được biết hiện tượng này xảy ra một cách bất thình lình chứ không phải khi người dân bắt đầu đi ngủ. Đó có thể là lúc họ đang đi bộ trên đường, đang chăn thả gia súc hoặc đang làm bất kỳ một việc gì đó. Chứng bệnh kỳ lạ này không loại trừ bất kỳ độ tuổi nào, xảy đến với cả người già phụ nữ trẻ em. Họ bị mê man trong nhiều ngày, giấc ngủ dài nhất là trong 6 đến 7 ngày liên tiếp. Các bệnh nhân vẫn có thể nghe được tiếng gọi nói của người xung quanh nhưng không thể mở được mắt, không thể phản ứng lại. Sau những giấc ngủ dài đó, họ cảm thấy trí nhớ bị suy giảm, không ngừng rên rỉ và đầu đau như búa bổ. Khi được hỏi rằng họ có cảm giác hoặc có nhớ gì không sau khi trải qua giấc ngủ trên miên như vậy, thì những nhà nghiên cứu đã nhận được câu trả lời. Họ đã nhìn thấy con ngựa có cánh, những con rắn lúc nhúc trên giường và sâu ăn bàn tay của họ. Bà mẹ Anna kể về đứa con trai của mình với vẻ kinh hãi. Đến giờ tôi vẫn còn dùng mình về giấc ngủ của con tôi. Thường thì nó dậy lúc 7 giờ sáng, nhưng hôm đó mãi đến 10 giờ mà nó vẫn ngủ còn sâu. Ban đầu tôi cứ tưởng con bị bệnh nên tốt hơn để cho nó ngủ, nhưng rồi lay con mãi mà nó vẫn không thức. Thật là đáng sợ khi con của bạn bất ngờ rơi vào giấc ngủ giống như trạng thái hôn mê, khi thức dậy nó giống như những đứa trẻ đau ốm, khóc thét không có nguyên do. Con tôi khi tỉnh dậy không thể bước xuống giường vì đôi chân quá yếu, làm sao mà người mẹ có thể bình tâm trước hiện tượng quái gở như thế xảy đến với con mình? Còn đối với người lớn tuổi, một trong những nạn nhân đầu tiên ở Kalachi là thợ vắt sữa 50 tuổi Mary kể lại. Tôi đang đi vắt sữa bò như mọi hôm, bỗng thình lình mặt mũi xây sầm, rồi tối đen hết cả lại. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong bệnh viện. Các bác sĩ còn cười gọi tôi là công chúa ngủ trong rừng. Hóa ra tôi đã ngủ ly bì suốt hai ngày đêm rồi. Ước tính một phần năm trong số 600 dân cư trong làng đã bị rối loạn giấc ngủ. Họ không thể tập trung làm việc, học tập hay sinh hoạt bình thường. Vào năm 2014, có khoảng 60 người được đưa tới bệnh viện với các triệu chứng chóng mặt, đứng không vững, mệt mỏi và trí nhớ bị giảm sút. Đặc biệt, căn bệnh này khiến trẻ nhỏ liên tục rơi vào giấc ngủ dài và bị dây sầm mặt mày mỗi khi thức giấc. Để tìm kiếm nguyên nhân, các bác sĩ và nhà khoa học đã tiến hành 7.000 lượt sát hạch từ không khí, đất, nước, máu, tóc, móng của bệnh nhân, nhưng không thành công. Phải mất 4 năm sau đó, các nhà khoa học mới tìm ra lý do dẫn đến tình trạng trên. Được biết, nguyên nhân gây buồn ngủ trong ngôi làng này là do khí radon. Chúng được tích tụ ở vùng mỏ uranium từ thời Liên Xô, nằm ở gần ngôi làng. Dù mỏ uranium này hiện tại bị bỏ hoang sau khi khai thác hết nguyên liệu. Tuy nhiên, dư lượng uranium vẫn tồn tại và phân rã từ từ trong nhiều năm qua. Tuy mức độ bức xạ của mỏ không còn gây nguy hiểm, nhưng chúng vẫn tạo nên loại khí không màu không mùi radon, khiến con người rơi vào cảm giác mơ màng rồi sau đó ngủ thiếp đi. Khi phát hiện ra nguyên nhân, chính quyền địa phương cũng bắt đầu lên kế hoạch di rời người dân tới nơi khác sinh sống để tránh khỏi căn bệnh kỳ quái này. Vì đến giờ, vẫn chưa thể giải quyết nguyên nhân gốc dễ gây nên khí radon. Đại diện chính quyền địa phương chia sẻ với tờ Siberian Times, công việc này đang được tích cực triển khai dù còn gặp nhiều khó khăn đối với người dân sinh sống lâu năm ở nơi đây. Có những người, cuộc đời của họ đã gắn chặt với ngôi làng này, vì thế để tới một nơi khác sinh sống là không dễ dàng gì. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.